Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hiện đại hối hả, nhiều nét văn hóa từng góp mặt trong mỗi dịp Tết Việt dần được giản lược. Bởi thế có nhiều tranh cãi về việc Tết đang bị mất đi bản sắc dân tộc vốn có. Nhưng giá trị của tà áo dài là không thể thay thế, bởi áo dài mang theo nó sự tự hào về một nét đẹp trong văn hóa của dân tộc. Nó giống như sự nhận diện thương hiệu vậy, không phải quốc gia nào cũng có được trang phục truyền thống, vừa riêng mà lại khoe được nét đẹp của người phụ nữ một cách dịu dàng, duyên dáng mà sang trọng đến vậy. Khi nói đến trang phục truyền thống của người Việt Nam, người ta thường nghĩ ngay đến áo dài. Trải qua từng thời kỳ, từng giai đoạn, cùng với những diễn biến của quá trình phát triển lịch sử, tà áo dài Việt Nam vẫn tồn tại cùng với thời gian. Áo dài được xem là trang phục truyền thống, là một biểu tượng trong văn hóa của dân tộc Việt Nam. Càng gần đến Tết Nguyên đán, chiếc áo dài càng được nhiều gia đình và bạn trẻ lựa chọn làm trang phục diện trong các bộ ảnh đón Tết. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, áo dài mang ý nghĩa đặc biệt với mỗi người Việt Nam, tôn lên nét duyên ngầm cho người mặc và tôn vinh những giá trị truyền thống văn hóa từ xa xưa. Em cũng rất thích là trang phục truyền thống của người Việt Nam mình, đó là áo dài. Em thích mặc những bộ áo dài truyền thống, tuy nó truyền thống nhưng nó vẫn ngày nay là cũng có mang nhiều nét hiện đại, và nó cũng khi mình khoác lên bộ áo dài thì nó vẫn tốt lên được vẻ đẹp và duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Em là giáo viên yoga nên thường là những cái lúc mà tụi em đi dã ngoại thì tụi em đều chọn là áo dài. Trong ngoài các trang phục yoga thì tụi em vẫn là chọn những chiếc áo dài rất là dễ thương ạ, và nó tượng trưng cho phụ nữ Việt Nam. Cái Tết cổ truyền thì hàng năm thì người phụ nữ luôn luôn dành cho mình những cái bộ áo dài rất là đẹp nhất để đi vào những dịp Tết đầu năm. Nó có sự may mắn và em cảm thấy nó rất là tự tin khi mặc bộ áo dài này. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, chiếc áo dài là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của dân tộc. Ngoài vẻ đẹp trang nhã, thanh lịch, cách cấu trúc còn ẩn chứa ý nghĩa dạy dỗ về đạo làm người của tiền nhân. Mặc áo dài Tết còn biểu hiện bản sắc và tinh thần Việt Nam. Chiếc áo dài đã vượt qua mọi thử thách để trở thành quốc phục, một biểu tượng của phụ nữ, niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam. Trang phục áo dài ôm sát cơ thể, có cổ cao và dài khoảng ngang gối. Nó được xẻ ra ở hông, vừa quyến rũ lại vừa gợi cảm, vừa kín đáo nhưng vẫn biểu lộ đường nét của người phụ nữ. Không đơn thuần là trang phục truyền thống, mà áo dài còn là một nét văn hóa, nói lên nhân sinh quan và gói trọn tinh thần dân tộc Việt Nam. Áo dài chính là biểu tượng văn hóa đi sâu vào trong tiềm thức của người dân Việt Nam. Nó chứa đựng tâm hồn dân tộc, mang theo nét đẹp truyền thống và tôn lên những vẻ đẹp cơ thể của người phụ nữ Việt và làm đậm đà cái sự thanh lịch và vững vàng của người đàn ông. Áo dài nó vừa là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam chúng ta, mà vừa thể hiện cái sự duyên dáng mềm mại của người phụ nữ nói chung, và trong đó là có phụ nữ Hội An, cho nên là thông qua những cái tà áo dài đó, chúng tôi cũng muốn khơi gợi một cái tình yêu di sản, một cái tình yêu những cái giá trị văn hóa mà rất là nhiều đời mà cha ông chúng ta đã có công là bồi đắp và xây dựng. Thì hôm nay là thông qua cái đó để như một cái thông điệp để là mọi người càng thấy là yêu thêm cái di sản của mình hơn. Ở Việt Nam, áo dài là trang phục dành cho mọi lứa tuổi. Nó đã trở thành trang phục chuẩn mực cho những dịp đặc biệt hoặc trang trọng, những ngày lễ quốc gia, lễ cưới, ngày Tết, lễ tốt nghiệp hoặc trong những cuộc thi quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà áo dài được diện ở những ngày lễ hội, lễ Tết, vì nó thể hiện được các giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, sự xuất hiện của những tà áo dài trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc chính là dấu hiệu cho thấy những người trẻ cũng quan tâm đến nguồn cội, có ý thức hướng về gốc rễ và các giá trị truyền thống của văn hóa từ xa xưa.
Trong không khí đất trời vào xuân, cảnh sắc tươi mới, con người tươi vui, thì một bộ áo dài thước tha đi trên phố sẽ làm cho không khí Tết trở nên nhộn nhịp, vừa mang đến cảm giác Tết hiện đại nhưng không kém phần truyền thống. Trong dân gian hay có câu, người đẹp vì lụa. Để có được chiếc áo dài đẹp thì phải được đặt may thủ công tại cửa hàng, có sự lựa chọn tỉ mỉ, cẩn trọng trong chất liệu. Sưu tập này nó hơi đặc biệt hơn cái bộ dài, nó thì tất nhiên về mẫu mã nó không cầu kỳ như những cái bộ sưu tập mà khác trình diễn ở sân khấu. Đây là một hình tượng đường phố nên nhà vẫn chọn và vẫn mời những nhà thiết kế này cùng tham gia, với những cái đường nét và cái họa tiết nó cũng đơn điệu mà nó gợi, nó nói lên được cái ý đồ của cái tiêu đề của cái đêm diễn này. Ngay khi còn đi học thì mình cũng đã được mặc cái bộ áo dài, và đến khi suốt cái quãng đường mà từ người con gái rồi đi lấy chồng rồi đến khi là công tác thì mình vẫn thường xuyên là sử dụng cái bộ áo dài đó, và nó rất có ý nghĩa đối với mình. Mình cũng hướng gia đình em đến cái trang phục của áo dài khi mà chụp cái hình khi dịp Tết về, cũng động viên ông xã và những đứa con mà cũng mặc cái bộ áo dài khi lên hình thì nó sẽ đẹp và nó gợi cho mình về cái nét truyền thống của dân tộc mình. Em đang ra bộ sưu tập là Hoa cỏ mùa xuân 2021, này là bộ sưu tập xuân đầu tiên của em, và em ra là gồm 10 mẫu 5 vàng 5 đỏ, chất liệu của lụa tơ tằm Duy Xuyên mình. Là ngành nghệ thuật công hồi nào giờ rồi, nên em dùng chính cái sản phẩm của quê hương mình để quảng bá tới mọi người trên đất nước Việt Nam biết tới sản phẩm lụa tơ tằm ở Quảng Nam. Truyền thống thì em may rất là nhiều rồi, phá cách em may cũng rất là nhiều. Năm nay em muốn dùng chất liệu tơ tằm phá cách từ cái bên ly này, từ cái ly truyền thống em phá cách để phụ nữ nó đẹp hơn. Và cái tay không, những cái tay cách điệu mà thời trang là đang hot ở trên thị trường này, là em dùng những cái mẫu tay lạ để áp dụng vô cái áo dài của em, nó phá cách và nó hiện đại hơn để phù hợp với giới trẻ hiện nay. Những ngày đầu xuân, đi đâu cũng dễ bắt gặp hình ảnh chiếc áo dài thước tha trên phố. Bên cạnh những tà áo dài truyền thống, những năm gần đây, áo dài cách tân với họa tiết trẻ trung, quần ôm, tà áo vừa chớm qua gối cho vẻ đẹp cá tính và năng động cũng rất được phái đẹp đón nhận. Chiếc áo dài Việt Nam tượng trưng cho sự thuần khiết. Bên trong chiếc áo dài tưởng như đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Tà áo dài truyền thống được người Việt Nam bảo tồn qua nhiều thời kỳ, trân trọng để truyền lại cho thế hệ mai sau. Áo dài cũng là minh chứng cho sự thay đổi của Việt Nam, trường tồn với thời gian, trở thành quốc phục của đất nước. Tết là dịp đặc biệt để mình chọn áo dài cho gia đình. Áo dài mang đến không khí thiêng liêng, trang trọng vào dịp Tết. Qua đó, mình cũng muốn để các con gắn kết và cảm thấy gần gũi hơn với các giá trị truyền thống ngay từ khi còn bé. Việc người dân đón xuân trong tiết trời ấm áp cùng tà áo dài duyên dáng rực rỡ muôn sắc màu đã khiến nhiều con phố xôn xao trong những ngày đầu năm mới.
mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những văn hóa, nét đặc trưng của từng vùng miền và trang phục truyền thống riêng. Phụ nữ Nhật tự hào với kimono, phụ nữ Hàn Quốc nổi tiếng với hanbok, phụ nữ Ấn Độ để lại cho ta ấn tượng rất đặc biệt với bộ sari. Còn phụ nữ Việt Nam từ ngày xa xưa cho đến nay vẫn mãi mãi song hành với chiếc áo dài truyền thống, duyên dáng và thước tha. Áo dài là hiện thân của dân tộc Việt, một vẻ đẹp mỹ miều nhưng đậm thắm, là quốc phục, biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Xuân về Tết đến, những chiếc áo dài lại tung bay xuống phố, rực rỡ sắc màu và căng tràn sức sống.